Dạ thì cô Sáu ở đây chơi với vợ mình cả nhà ơi. Thì ngay cho con mình với Thánh Liệu xuất phát. Tập 2 là mình sẽ đi cuốn câu hả bà. Đây, giờ mình xuất phát luôn. Đi đi đi. Cái dầu kết vô đi chứ. Nằm nghỉ chơi đi cô Sáu. Thì quận này là mình cuốn luôn. Rồi mình sẽ tổng kết hai chuyến lại coi được nhiêu thành quả. Cú này lẹ lắm cả nhà ơi. Chú rồi cũng dùng bữa xong với gia đình mình thì cũng ra làm nãy giờ. Hy vọng quận này dính 15 con thôi. Nói Thánh Liệu. Hy vọng quận này dính 15 con thôi. Nè câu của người ta cấm còn nè cả nhà. Ta bỏ nè. Câu này sót. Chắc cũng phải trả lời đây một ngày không xa. Bắt đi bà. Cái đầu đen thui. Cái đầu đen thui. Ôi bự bự. Em đầu tiên cho tập 2. Dính con chú ơi. Dính con rồi. Cần này nãy ba nói hết mồi nè. Hết mồi hai lần nè. Con rồi. Vô. Giờ này có gió ha. Mát. Thánh Liệu gì vừa nằm xuống ngủ rồi. Mình bẻ co qua đi đường cũ đi rồi hồi mình về cái mình vớt đuôi cái này rồi. Để đại chiều móc nhái nữa hả? Thôi đâu có mồi đâu ba. Phải có mồi thì mình làm được. Ô cái gì quậy đứng trước xẹp lỗ lúa vậy? Đứng trước mặt ba kìa. Đó. Cọ bẻ hay gì mà. Nè cả nhà. Dính nó nằm im ru rồi cả nhà. Ôi ôi cá này nó bự ba ơi. Nè nó nằm im kìa. Đó cả nhà. Đó kìa. Nó nằm im ru à. Vớt 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 cái giọt vô. Nó cũng không bự không. Bằng mấy cá lứa hồi nãy. Chẳng phiếu luôn. Cá đó là nó mềm đó bà. Thánh Liệu làm gì nhăn mặt chứ vậy Thánh Liệu. Ba ông nói phải ở lại chiều 4 giờ thay mồi. Quận này mình thăm cái 4 giờ mình thay mồi cái nữa. Hết nhìn ra luôn. Đợi con ba ơi. Bự không?
Em trai cũng cỡ nước còn cái gì ấy. Hết rồi, vô đây hai cần rồi, mình không có quẹo vô, mình dừng máy cái nó dính. Gió mát mà video nó hơi ồn cả nhà. Ba con hồi nãy tới đây mới dính có một con á. Hồi nãy mình đi tới đây mới dính có một con á. Tới đẳng lận. Không. Tới đẳng luôn. Gần đường nước. Ủa cái này cái gì mà mới đây? Quậy xẹp hết trơn vậy? Dậm hư bộ lúa luôn trời. Nữa nè cả nhà ơi, trắng phiếu. Vô bờ đó đi rồi hả kìa. Đâu ba? Cái này cả nhà ơi, trắng thiếu. Còn xuống đây 4 cần nữa hả? Vô đây luôn mà. Nó dính còn muốn đều hơn cử sáng nữa trời. Bây giờ 5 con, 6 con rồi. Ê, 5 con rồi. Cần đó hết mồi hay vậy? Búng nhái lên. Ở đó đi Thánh Liệu ơi. Ở đó đi. Còn 2 cần nữa à. Mà chở ra. Bay đi, không bá vô đó thì nó lộn cái đồ gì luôn. Trước á, đó, đúng rồi. Hai cần bên nay dính con nó không được. Dính không ba? Dạ. Giống như ý mình nói vậy. Đâu rồi? Ừ. Ôi, coi chừng nó ra. Giống cái bà. Con này hơi nhỏ ha. Cỡ một tháng nữa cắm hết thấy gần câu rồi. Làm dấu không á. Dưới.
Ba không uổng, ông tính ở lại luôn tới sáng mai mới về mà không có đủ mồi. Nhổ không vậy, nó liệu la rồi coi, la rồi coi, dính. Dính bắt năm à. Miếng này lại giờ không thấy nha. Ừ. Miếng này quần nãy không dính luôn ba. Dết. Con mới dính dính nè. Nằm im giống con nãy. Để xuống mà, để xuống mà. Nhổ nhổ cưng bên đây chưa Khánh Liệu? Rõ rồi bà. Cá này dính lâu rồi đó bà. Muốn đừ. La nữa Thánh Liệu ơi. Đó. La nữa cho nó dính nữa. Hả? Phải không? Từ 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 từ. Ôi chắc thức rồi. Xẹp bù lúa luôn. Để tôi nè. Đây nè. Khoan nó không chưa lấy nữa. Nằm này cái này. Ơi. Rửa rửa nó cái bà. Rồi rồi vậy bỏ vô đi, bỏ vô đi. Nó bị chày hết một chút rồi. Chày. Thò tay ngay chốc luôn đó. Nó còn nó dính dính à. La nữa thanh liệu. La nữa thanh liệu. La nữa. Dính nữa đó, la không dính. Dính còn gắn cho nó liệu ư. Dính. Dính. Ông chết cái gì vậy? Đâu có. Dính. Đừ. Đừ rồi. Vậy là bà này nãy mình đi ngang rồi là nó dính đó bà. Dính. Dính. Sung vậy mới đã đó. Nãy dính gắn nó hơi chày chày á. Rồi mình có dán đoạn tí cả nhà ơi. Khó gỡ hả bà? Đại Thánh Liệu ơi, gần gần đi la dính rồi cho nó đã. Quẹo ra đây luôn phải không? Quẹo ra ngoài này luôn. Dính. Dính nhá nhớt. Đợt này dính gắn vậy là ít rồi đó.
được rồi, dính gắn nhóc hết trơn luôn. Hồ chảy kìa. Đâu rồi, cần câu đâu rồi? Em trai nhảy hả? Rồi, ngon quá ha. Cá ngon. Trước có dính nữa. Sung sung sung. Dết, dết. Bà dở cái bà cũng có lý rồi. Ừ, rồi đi. Lúc mùa này bằng ngày nó im nó cũng ăn, mà lúa thằng nông thì nó không dám ăn hết bà. Sáng sớm á hả? Hai cần hay bốn cần gì đó. Dính không bà? Năm nay bà này ta đắp đã. Còn bên anh cần có không Thánh Liệu? Trở lại rồi đó. Trở lại. Dạ. Dính miễn ốc. Nhớ lấy đôi giày theo nha. Mới mốt đi cắm câu nhớ. Có dính mà hả? Có dính nhái hả? Không, đây không có, tới đi. Nó càng câu nó thế này. Có rồi ba. Đâu? Rồi. Thấy nó dụm nó đọt xuống là ngon. Bên nào, bên nào? Bay lên trời. Ô, cá này thả nó đi bay. Rồi, thả rớt luôn rồi. Chưa kịp tha nữa rớt rồi. Thả nó đi. Thả lại cả nhà. Phải bắt lên thả lại đàng hoàng chứ. Làm hao con nhái bắt năm nha mày. Mới uống bự rồi bắt năm khu quạch á. Nha. Biết biết tới bắt năm không? Bắt đi bắt năm ấy. Ủa, cá dính nè. Dính cái gì vậy? Có còn không? Còn. Nhái hả? Ủa sao vậy? Thì sao quẹo con câu qua đó luôn mà.
tình hình này con thấy chắc có một con rắn một. Gió dữ trời. Sáng không gió, giờ này gió. Giờ này gió cá nó cũng ngưng ăn rồi ba ơi. Tính không dính này mới vừa dừng. Đâu rồi, nó lôi tới đâu rồi? Bự không? Cũng trộm bắt luôn, bắt. Ừ, nãy có một con rồi. Gắn nước. Ô, cũng bự nè. Gắn này nó vàng hơn gắn nãy. Con tính kêu ba thả gắn đó, giờ nó dính thêm con nữa. Mới nói hơi hơi, tính nói có một con là thôi thả luôn. Giờ dính thêm con nữa. Mình mới vừa dừng á cả nhà. Tại vì tới cần này đi qua khúc cũng hơi xa nè. Dừng. Hay dễ dính gắn nữa. Chuyến này cá không ngon bằng chuyến nãy ba ơi. Không có cá bự ha. Dẹp một câu luôn kìa. Dẹp một câu luôn rồi đó. Con gì? Ôi ôi. Được một câu đợt ở đó luôn. Cạn queo mà có cá bự ha. Thôi câu năm sắp luôn. Không không, đi vào đó đúng rồi đó. Bye bye. Không phải đâu. Ba không cấm giờ không ưa quên rồi cả nhà. Coi cũng nó lại không em? Không thấy. Đâu đây hai cần nữa nè. Đâu đây hai cần á. Đâu đây hai cần nữa.
đây đây đây. Đâu đây nè. Ừ. Bên đây một tình nữa. Chưa thấy cần bên này. Kìa, một chiếc kìa. Giờ này bắt đầu nắng rồi nè. Dính rồi nè. Dính. Nè, không được. Dính. Rồi cho em nó đi luôn đi. Nữa thu hoạch sao? Em bé tí xíu. Cho em đi nữa nè. Vậy là tôi thả đợt này hai em nha. Để là em lớn rồi tôi bắt. Nha, đi đi. Đi đi, bọn mình là bạn bè không ạ? Ừ. Bạn bè. Này là chín rồi mà tôi nhắm thấy con nhỏ mà cảm thấy mình uổng thôi thả lại. Này là hai cử nè cả nhà. Cử trước thì bên cái chai đó. Bằng ăn hết 7 con. Còn cũng bụng. Ừ. Cũng cả 3 kg, không tới 3 kg, hai cái ngoài. 300 này bán. 100. Thành quả cử trước thì khoảng chừng 2 kg, mà ăn hết mấy con còn nhiêu đây rồi. Thành quả này chắc cũng ký ngoài. Có 2 gắn. Thả hết 2 cá lóc vừa vừa. Rồi. Ba giả lên 2 cái nha bà. Giả lên. Đấy gần lại. Không thấy rõ đâu. Làm như nó tối. Ừ. Bên này ngon nè cả nhà. Cái này cử sáng cá ngon ngon không. Ừ. Quá đã. Quá đã. Quá. Lấy cái mộc coi hiền. Cái mộc cô đừng vô nó. Đừng nó lưới luôn, hỏi đừng mộc. Đâu đừng mộc cho cô sáu hai ba con. Không đừng. Không cho. Không đừng. Để cái khác đi. Đừng lấy bắt sáu có bắt đâu. Dạ. Ừ, sáu có bắt đâu, đừng làm gì. Thôi bắt hai con không, cho không, cô sáu đi ba. Để bữa khác. Đây, ăn lấy Thảo với con. Không bữa để khác, ăn đúng rồi. Đừng bắt ha. Bây giờ là bắt trước đi rồi nữa rồi tính sao. Thôi vậy mà sao đừng có cãi sao. Bắt hai con ú quá bà. Thôi ơi em không có chịu bà. Không có chịu. Gắn thả hả? Không. Gắn không ăn hả? Gắn ba bắt không bà? Bắt ha. Bắt mà. Thôi đừng có bắt. Sao nói không bắt là không bắt à. Để tôi đó luôn. Ờ bỏ vô cột cho luôn đi rồi. Cầm. Để cát đi mà khổng chết rồi. Cá buổi sáng ngon ngon. Cá buổi sáng dính cá mới ngon. Cầm. Để nguyên đem về luôn bắt chi nữa. Bắt gắn gà chi cho. Chia của với thánh liệu nữa. Cho mấy con nhận về nó ăn luôn. Cái me này chiến này à. Gắn hả? Không. Ừ. Nhỏ nhỏ ăn nhỏ nhỏ chứ nói gì. Cỡ này đi hầm. Gì à? Gì? Hầm xả. Ừ, hầm xả. Khó xả. Khó xả. Cá hả? Cá này nè. Con gì con làm khó xả rồi. Bắt năm bắt hai gắn lại chứ hả? Rồi buộc lại luôn. Nè, chơi luôn. Không chơi với gắn đâu. Ừ. Cái này để cho bắt năm. Bắt năm mà buông cái một là con lưới xuống. Buộc cái đó lại luôn. Rồi. Này là của cử sau này là cho thánh liệu ra cả nhà. Thánh liệu. Còn cử trước thì của bắt năm. Và cử trước của bác Năm. Bác Năm tính chia cho chị Sáu. Ăn lấy Thảo. Chị Sáu bà không chịu. Rồi. Được sao. Nhưng mà hứa với chị là không quá 3 ngày nữa em trở lại đây mà dắt chiều. Ờ em cắm dắt chiều. Rồi em lợi sớm thì em tìm nhà chị Sáu. Rồi ở đó chút giờ em cắm lại về. Dạ. Tình nghĩa dạ. Dạ. Tình nghĩa lâu dài mà trời ơi. Dạ. Rồi giờ mình dọn ship đồ rồi đi em, đang mình chuẩn bị về. Lấy cái bọc trên đó. Ừ. Vậy là cô Sáu chưa về nữa hả? Cô Sáu chưa. Mà hồi cô Sáu mới về. Ừ. Dọn cái thu xếp kìa.
coi như tôi xong chuyện rồi đó chị sót. Ừ. Vậy là cũng cần tí mộ. Con xuống con lại tới đây 4 giờ mấy. Tức khuya quá. Ý, mà sáng mình lại đây tới đây 4:40 hả? 2 giờ là nếu mà lại nhà chị là cỡ 2 giờ em lại tới rồi đặng là 4 giờ em cấm. Cái ơi. Ừ, cấm tới 6 giờ mới rồi. Thì trễ lắm. Vậy là ngủ đêm ra đây ra đây. Dạ, ngủ đêm. Chắc ngủ ngay gốc me này ăn đêm. Ngủ ngay đêm gốc ở đây mà, nhưng mà xe thì chắc không có để đây. Xe con gửi. Gửi trong quán cà phê. Cà phê nào? Có ở trong đầu lộ con có quen. Có quen trong đó. Bốc chung phải không? Dạ. Phải bốc chung không? Không, đằng này nè, chỗ quán chỗ ngay cái đường nhà máy nước á. Ở nhà cháu con hiểu đó rồi. Gửi là cũng coi cho mấy nha. Dạ. Giờ thì gia đình mình cũng thăm câu được rồi hết rồi cả nhà ơi, cũng chia thành quả cho thánh liệu. Thì thu xếp hành trang chắc về. Thì video của gia đình mình chắc cũng xin tạm dừng tại đây cả nhà ơi. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Mình chào tạm biệt cả nhà.